Chào mọi người nha, hôm nay thì mình quay sơ lược cái nhà của cô hai mình cho mọi người xem ha. Đây là đang xây cái nóc ở trên đó, cái nhà này kiểu biệt thự ở trong. Mà đây là kiểu nóc thái ở dưới, nó xây cái phần máy ở trên đó. Đó, đây thì sắt đồ người ta làm nè, hôm bữa giờ mình không có quay, hôm nay mình sẽ quay sơ lược cho mọi người xem ha. Đây là cái vách ở ngoài nè. Cái này chắc cũng còn khoảng vài tháng nữa là xong. Để mình quay sơ lược cho mọi người xem. Trước này thì có mình phán cho công trình luôn á, thì mấy cái anh thợ hồ này anh sẽ có đồ để pha nước á. Đó, giống như ông Tú đó, ông đang trộn hồ. Giờ là làm công trình là có máy che chưa? Cái này là có cái mẫu thiết kế thì treo cái bảng phía trước đó mọi người. Đó. Đó, để mình quay cái mặt trước đó. Cái mặt trước thì bữa nay là đổ lên cái máy ở trên này. Đó. Cái máy ở trên là đổ bên đây rồi đó. Đó là hai cái ấy. Bây giờ mình sẽ bước vào bên trong. Dạ, quay phim. Đồng hồ hả? Đúng. Có đồng hồ đẹp không? Có giờ là làm trộn hồ, bằng máy rất là tiện ha. Đó. Để từ từ mình sẽ quay vô trong để mình coi. Đây. Kiểu nhà của cô mình. Để mình đi vô đây. Đây coi. Đó này không gian cái mặt trước nè. Trước. Đó. Quay tổng thể cái công trình đang xây dựng cái nhà bà cô. Đây. Thì cái máy phần cao á, kiểu cái nóc nhọn lên á. Quay mini đã ta. Dạ. Đó. Có ông anh ông đẩy hồ lên kìa. Cái phần máy ở trên nè mọi người. Thẩm nghề là mình không có, mình quay bằng điện thoại để cho ông anh xem thôi. Cái phần này như là mình nghe nói là thiết kế trồng cây xanh bên đây á, để đưa ra. Nó một ngày làm việc của thợ hồ rất là đông. Ở đây làm rất là đông ha. Và ở trên cao này thì... Dạ, quay nè. Rồi tới bên Mỹ luôn á. Kèo ha, làm cái máy trên mút trên luôn. Cứ qua Mỹ làm luôn hả chú? Em đổ giống Campuchia. Bên đây cái phòng bên đây ha. Phòng bên đây thì người ta có mấy cái vàng đẻ trên đây nữa. Ấy, để mình đi ra bên cái góc bên đây coi thử. Nói chung là công trình kiến trúc hay cái nhà xây thì có rất là nhiều cái hạng mục á, nên mình không được cạnh hình như ngoài sao cũng có người. Người ta đang cắt sắt hàng gì ở ngoài sao nữa kìa. Cái này nó hơi bị rộng á, không ngờ là xây được 2-3 tháng gì rồi. Hình như là khoảng tầm 2 tháng là sẽ hoàn thành. Đó. Ngày làm việc của mấy chú thợ hồ ở dưới quê mình đó. Ở đây tại vì cao quá nên không có sử dụng dây lên á. Mình truyền xô lên từ dưới truyền lên. Dạ, quay nói chuyện luôn. Quay nói chuyện luôn chú. Ở bên đây cũng có cái máy chè bên đây nữa ha. Đưa ngược lên. Cái này đổ cái máy. Cái này 2 tháng nữa xong không ta? 2 tháng nữa. 2 tháng nữa xong không chú? 2 tháng nữa. Dạ. Đổ này lâu chứ xây tô lẻ. Ủa đây sắt bự không ở trên, vàng giáo trên khủng khiếp luôn. Mình đi ra cái mặt trước, mình đi ra đi vòng vòng cái mặt bên hông, như là đây cái phòng nữa ha, không gian cái phòng bên trong nè. Cái mặt bên đây, mà bên đây làm cái cánh bên đây ha. Vòng qua bên đây thử.
Cái này là mình thuê cho cái công ty xây dựng, người ta xuống người ta thuê xây luôn đó mọi người. Cái này mình khoán cho nhà thầu, mình khoán hết. Đó là cái phần bên hông á, bên hông nó bên đây. Mình đi xe đi vòng một vòng sơ lược cho mọi người xem ha. Trong thì mình chút hồi thợ hồ làm bên trong cái máy nè. Đó. Rất là rộng ha, mình nói chung là hình như là chiều dài mười mấy 20 mét nữa ha. Ở đây hình như là người ta hàng để người ta làm cái dàn giáo, người ta bắt lên cái phần máy này nè mọi người. Quá trời luôn. Cán nó mình làm tới cái mặt sau, là cái phần dàn giáo phía sau này, cái máy phía sau nè, rộng quá. Rồi cái phần bên đây, từng góc quay mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem ha. Tại vì cái này á thì mình giao cho người ta hết từ A đến Z, thì khi mà hoàn thành mình thì mình chỉ vô ở với lại sắp xếp cái vật dụng mình mua thêm mình trang trí trong ngôi nhà mình thôi. Còn đa phần là bây giờ là mình giao cho chủ thầu hết trơn rồi. Đó, ở đây mình thấy rất là tiện lợi ha. Có khóa trộn hồ hết trơn rồi. Còn cái bảng thiết kế nhà thì mình để phía trước rồi. Ông anh lắm. Anh lên YouTube. Đó có cái máy á, nghiêng đổ hồ ra cái là lên nè. Tiện lợi ghê không? Quá tiện lợi luôn. Kéo lên phụ nữa hả? Có cái đầu móc kéo lên phụ. Bên này thấy anh Phước gì nghỉ hay gì rồi anh kia? Hả? Anh kia anh Phước gì nghỉ hay gì rồi? À, xuống dưới nó gọi ép học lấy tiền bạn dưới nó lắc gì đó. Chỗ khác nữa hả anh? Đội tư nè, thằng đỏ dưới đó. Dạ. Tại hôm qua xe ép học vô nó làm bị lạc cọc á. Dạ. Xuống dưới nó gọi chỉnh lại là lắc gì tới. Cái này xây xong cũng thấy rộng quá, giờ mà chị Dung nó chặt gì. Nhà bá về chặt gì nữa. Ừ, bà nói chặt. Bà nói chiếc xe chạy vô đầu không được. Cháu gì? Mày cháu ơi con. Dạ cháu. Anh con của cô Hai ở trên phố. Ông ngoại hả? Dạ, cô kêu bằng cô Hai Dưỡng Hang. Dưỡng con. Thấm gà kia quay mà không có quay, tại quay gỡ cho ổng coi không. Giờ có máy trộn hồ khỏe ha. Trộn tay chết luôn. Đó, kìa hai xô về kìa. Xô mới luôn, đổ ngọt luôn, ngon lạnh luôn nha. Chán miếng nước rồi không giúp nè. Tha cho họ bò ha. Này, 4, 6, 7, 8. Ôi, cũng đông người làm quá trời luôn nè. Đổ máy này xong qua xe qua tô hả anh? À, xong hết rồi qua tô. Ủa máy này đi dây điện hả ta? Đó là đầu đường đứng dây điện đi đây. Dạ. Mấy bữa hỏi em thấy đồng có mấy cái phụ nữ làm nữa đó. Mấy bữa trước đó. Mấy chị kia đi siêu chứ rồi. Dạ. Đây không không tới phụ nữ được. Dạ. Lúc nào cầm nó đem xuống. Dạ. Có cái anh cho anh giám sát anh vừa anh coi. Giám sát công trình. Giám sát công trình.
bự ghê. Có thùng này là đủ không? Không có kịp nổi. Dạ, thùng này có chút xíu nước là đâu có nhiều đâu. Dính quá. Phần máy bên hiên nè. Cái đông công nhân là ở kia.